Xin chào bạn, mình là Thành đây. Và video này thì mình sẽ quay trở lại với một cái chuyên mục gọi là thủ thuật chia sẻ. Và mình cũng rất là ít làm video về cái chuyên mục này. Thì mình thấy chuyên mục này cũng là một chuyên mục khá hay. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái phần mềm và giúp các bạn là có thể chơi được những cái game Android ở trên PC của bạn, tức là trên máy tính laptop hay là máy tính bàn gì đấy. Thì phần mềm này có tên là Nox App Player. Thì hiện nay thì cũng có rất là nhiều các cái phần mềm giả lập Android khác nhau, ví dụ như Nox App này, hay là cái gì à? BlueStacks 3 này, rồi là vân vân phần mềm nữa mình quên mất tên rồi. Tuy nhiên là khi mà mình sử dụng cái Nox App Player 6 này thì nó sẽ có cái nó sẽ có cái ưu điểm rất là hay hơn so với các phần mềm khác, đó là theo như mình thấy thì nó sẽ tốn ít RAM này, cũng như ít CPU hơn là so với cái phần mềm trước mình có sử dụng, đó là BlueStacks 3. Đấy thì mình cũng cũng có so sánh rồi và mình muốn giới thiệu cho bạn. Thì bạn có thể vào trong này để download này. Download về xong là tiến hành cài đặt thì rất đơn giản thôi. Đấy thì sau khi cài đặt thì các bạn sẽ có được cái biểu tượng desktop này. Bạn có thể click vào trực tiếp luôn. Phần mềm này nặng đâu đó khoảng 290 MB. Đây. Rất nhiều người đã lượt download rồi. 2,1 triệu. Và đây là phiên bản thứ 6 của Nox. Trước mình có sử dụng cái phần mềm này để chơi Pokemon Go. Và bây giờ mình sẽ thử test nhé. Xem là cái độ mượt mà cũng như là cái hiển thị của nó có tốt không. Thì đầu tiên các bạn nào muốn setting cấu hình thì các bạn có thể vào đây này. Đây. Đấy các bạn cho là mức chạy này. Low là middle 2 này. Nhưng mà máy các bạn nào khỏe thì các bạn cứ mạnh dạn là chơi 2 luôn cho mình nhá. Và đây là cái độ phân giải các bạn mong muốn này. Ở đây thì có hai lựa chọn, đó là nếu mà các bạn chọn là speed tức là tốc độ thì nó sẽ nói chung là sẽ chạy với cái chế độ compatible mode này. Compatible có nghĩa là chắc là một cái tiện ích ổn định thôi, còn các bạn muốn cần tốc độ thì các bạn sẽ chọn là speed. Còn compatible thì giúp các bạn là đây, nó bảo là ổn, giúp các bạn sẽ ít bị cái crash cũng như là giúp các bạn trôi chảy hơn, hiển thị mượt mà hơn. Nói chung cái này là để ổn định này, còn cái này là tốc độ thì mình sẽ lựa chọn tốc độ nhá. Thì các bạn thôi, các bạn sẽ nếu mà các bạn thích thì bạn có thể chuyển qua ổn định, tránh trường hợp bị crash. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử test với game Shadow Fighter 3 nhé. À, ở đây mình sẽ có một cái, đó là các bạn muốn setting bàn phím. Rất đơn giản thôi, các bạn chỉ việc kéo kéo xuống. Đây, mình vào game cho nó dễ đi. Sẽ vào Shadow Fighter 3 nha. Với những game mà chỉ cần dùng một tay để chơi thì cái phần giả lập này nó rất là hay. Còn ví dụ phải dùng hai tay thì các bạn phải setting một cái bàn phím ở bên này. Các bạn cũng có thể chơi các trò như là Liên Quân, Liên Kiếp trên máy tính. Rất là thú vị. Đây mình sẽ thử trò Shadow Fighter 3. Ok. Thì mình sẽ bắt đầu start new. Đấy, có cả âm thanh nhé, ngon lành luôn. Nói chung là máy hình cái chip nó không được tốt lắm, nhưng mà chip các bạn kiểu i5 hay là i7 đấy mà chơi chạy giả lập cái này thì rất là ngon. Chip mình là chip G nên là nó không không được ngon lắm đấy, các bạn thấy không? Đây các bạn có thể dùng phím di chuyển này. Trời ơi mẹ thằng này nó đánh dã man thế. Từ từ em con gái anh làm gì để căng thế. Các bạn có thể chỉ chuột vào bên này để chọn các skill này. Ôi nó đánh không kịp mày. Ôi đây. Thằng khốn. Mày tưởng chị hiền à. Ôi thôi, tím người rồi, thôi chết rồi.
Đây, ví dụ các bạn muốn điều khiển bàn phím đúng không? Các bạn kéo cho mình một cái gọi là cái control đây này. Các bạn vứt vào đây này. Đấy, vứt vào chỗ này. Thì sau đó các bạn xếp lại thì là các bạn sẽ điều khiển được cái nhân vật của mình ở bằng cái bàn phím. Cái kép A, D, S gì đấy. Rồi. Rồi mình sẽ thử nhá. Đây. Bạn thấy không? Cái con chuẩn nó di chuyển này. Đấy. Quên, phải bấm vào đây chứ mình toàn bấm màn hình. Thằng ô chơi mất kiếm rồi. Ôi, xong rồi rồi. Ôi, thằng này lại khỏe thế. Mày. Mày này, ủa. Trò này, có lẽ trò này phải dùng cảm ứng tốt hơn. Chơi một bàn phím khoai quá. À, mày thấy chưa? Mày thấy chưa? À, nói chung mình chỉ nghịch nghịch vậy thôi, chứ còn không tập trung. Đấy, bạn có thể thấy nó là di chuyển này. Có cả di chuyển sang chéo được này. Bạn chỉ việc nhấn V kép và D nó sẽ di chuyển sang chéo. Ok, đấy là cho này test cũng khá là mượt mà đúng không? Các bạn có thể để ý là mình sẽ vào cái phần Task Manager để xem nó chiếm dụng bao nhiêu. Như vậy nó chỉ chiếm dụng của mình khoảng độ 6,3, 6,7 gì đấy. Đấy, phần trăm nó rất là ít này. Memory nó chiếm khoảng 182, rất là ít thôi. So với BlueStacks thì có lẽ là BlueStacks phải chiếm gấp đôi các bạn ạ. Mình sẽ thử vào trận đánh xem là nó sẽ lên bao nhiêu nhé. Rồi, nó tăng lên khoảng mức, nó vẫn ở mức khoảng hơn 6% thôi. Chiếm dụng có khoảng... thằng ô này nó khỏe thế nhỉ? Mày đùa nhờn mày tưởng chị hiền à? Hả? Bao giờ cái vạch nộ của mình như mới đầy nhỉ? Style mới đầy nhỉ? Wow, nó đâm một thân một chỗ hiểm rồi các bạn. Con hàng rồi, xong mày xác định. Úi trời ơi, chọc ngay vào chi thế này. Đây các bạn thấy không, mềm này nó chiếm rất là ít này. Ok, các bạn có thể là tự mày mò tìm hiểu thêm nhá. Thì đây là cái video của mình giới thiệu về cái phần mềm Knock Up Player 6, rất là ngon phải không? Thì anh em có thể là tải về trải nghiệm thử. các bạn đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh để có thể có những cái thủ thuật game cũng như là tiện ích. Rồi, bye bye.